Xin chào các bạn đã quay trở lại với FPT Shop Channel. Thiết kế gọn nhẹ, sang trọng, khả năng tùy biến giữa laptop và máy tính bảng với bản lề xoay 360 độ cùng màn hình cảm ứng là những từ dùng để mô tả về chiếc laptop HP Pavilion X360 14BA062TU trong tầm giá khoảng 13 triệu đồng. Máy sở hữu một thiết kế vuông vức ở cạnh sau. Cạnh phía người dùng thì được bo cong tròn cùng chất liệu nhựa giả kim loại, nên nhìn tổng thể máy vẫn đảm bảo tính sang trọng chứ không hề bị rẻ tiền. Phần nắp máy thì đơn giản với logo in bóng của HP cùng cầm bản lề mạ kim loại. Phần này có ưu điểm là không bám vân tay, nhưng nhược điểm của chất liệu này lại tương đối dễ trầy nếu bạn vô tình cà hay chạm với các vật cứng. Phần mặt dưới là vị trí của 4 nút đệm cao su nằm trên hai đường chéo của máy, kiểu thiết kế quen thuộc của dòng máy HP trong tầm giá này, và các lỗ thoát khí của quạt tản nhiệt thì cũng đặt ở vị trí này. Cổng kết nối của HP Pavilion X360-14 được trang bị khá đầy đủ để phục vụ các nhu cầu cơ bản của người dùng. Cụ thể, cạnh trái chúng ta sẽ có nút nguồn, cổng khóa Klock, khe tản nhiệt, jack tai nghe 3.5, nút tăng giảm âm lượng. Cạnh phải là nơi đặt cổng nguồn, cổng HDMI, hai cổng USB, cổng USB-C và khe thẻ nhớ. Điểm nổi bật của chiếc laptop này chính là nằm ở cùng bản lề có khả năng xoay 360 độ, tùy biến thành một chiếc máy tính bảng với màn hình cảm ứng, xoay khá nhẹ nhàng và dễ dàng. Tuy nhiên, khi bạn thao tác trên màn hình cảm ứng thì lực giữ của bản lề chưa đủ chắc, khiến cho máy hay bị rung khi bạn sử dụng. Và nhìn chung thì chức năng này nó giúp bạn thay đổi gió khi mà dùng kiểu laptop gõ gõ đã quá lâu rồi, các bạn có thể gập lại để sử dụng như một chiếc máy tính bảng cũng được. Máy sở hữu một trọng lượng khoảng 1.63 kg nên nhẹ nhàng để có thể mang đi học, đi làm hay là di chuyển đi đâu xa. Màn hình của máy có kích thước 14 inch với độ phân giải là 1336x768 pixel. Thông thường với những màn hình laptop khác thì màn hình này đã là phù hợp và độ chi tiết ổn định. Nhưng nói thật thì màn hình của chiếc HP này tương đối là mình khó chịu vì không quen bởi màu sắc của nó hơi nhạt, cộng với việc mình hay tương tác cảm ứng nên buộc phải nhìn gần màn hình. Nên là mắt lúc nhìn gần thì thấy rõ điểm ảnh rất là rõ, và hình ảnh khi xem thì không được chi tiết cho lắm. Nói chung thì các bạn được cái này mất cái kia, các bạn muốn tương tác với màn hình cảm ứng thì phải chấp nhận vấn đề này. Bạn sẽ giảm bớt sự khó chịu với màn hình nếu không tương tác với màn hình cảm ứng và sử dụng nó như một chiếc laptop thông thường. Nằm bên dưới màn hình là dãy loa của máy với công nghệ âm thanh của B&O cho trải nghiệm chất âm to, rõ và không bị chát khi mở hết mức. Phần bàn phím được làm cao lên, độ nảy phản hồi tốt khi ấn vào, đi cùng với đó là hành trình phím hợp lý cho việc gõ chạm thoải mái hơn. Tuy nhiên, vì bàn phím cao lên nên nó cũng sẽ dễ in dấu lên màn hình trong khi các bạn gập máy lại. Touchpad của máy thì tương đối dài nhưng mà diện tích tương tác lại hẹp, cho các thao tác cuộn trang rất dễ bị hụt tay. Là một thiết bị không đáp ứng các tác vụ mạnh nên là X360-14BA062TU chỉ được trang bị vi xử lý Intel Core i3, RAM 4GB, DDR4 HDD 500GB và được cài sẵn Windows 10 Home. Và với cấu hình này thì bạn có thể thoải mái sử dụng các công việc hàng ngày, làm bài, chạy phần mềm xử lý ảnh hay là những phần mềm dựng phim cơ bản. Và chiếc HP Pavilion X360-14BA062TU dự kiến sẽ bán ra tại FPT Shop với mức giá là 13.190.000 đồng, lại thêm một thiết bị nữa trong tầm giá này cho các bạn lựa chọn. Và các bạn cảm thấy chiếc HP này như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment bên dưới nhé. Và nếu hữu ích thì đừng quên like cũng như là subscribe FPT Shop Channel. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip lần sau.